cá mười ly nè, bây giờ mình sẽ xay ra để làm cán cá nha các bạn. Cán 10 ly cán to nè. Đây là cái máy xay của mình. Cá mình xay ra xong rồi, cá này mình trộn được luôn nè. Hai thao này thì tầm đặt cỡ 1,2 ký nha các bạn, 2 thao thì nó từ 2 ký 4 xay chưa được 1 phút nha, thì năng suất rất là cao.